bạn Nikki đi học về nè. Bạn Nikki đang uống sô-cô-la sữa đá với lại ăn cái bánh bông lan nhỏ. Rồi sao? Bữa nay cô cho đi rời con heo mọi hả? Heo Rồi mọi như đó gì là con nghĩ niệm thiết đó. Con tên gì? Con đó tên gì? không biết, mà cái con mà mình xuất hai con, cái con thứ hai á là gọi là gì gì á, trong lớp của con có một cái đứa gọi là gì gì á. Con heo đó tên là Lily hả? À Ồ, bữa nay lớp của bạn Nikki được đi vô cái trại, cái chuồng với cái trại gì nhà nhỏ quá, gọi là cái chuồng đi, cái chuồng nuôi trường này kia, có cái chuồng nuôi mấy con vật mà cô định cho Nikki lớp Nikki chơi với con thỏ nữa, mà con thỏ chạy. không phải cái cô mà quất cái đó nên đây ơi, con sẽ là lấy cái này ra nè, mấy cái đứa này À, lấy con heo mọi ra cho mấy bạn sờ nó. cầm file away from his cage as possible á, để nó cầm cái gì, nó Ngồi xuống. mềm, con sẽ là chứa tiếp con nó, con Ngồi còn có xuống. stroke nữa, tay nó chưa. Vậy đó ha, mềm vậy đó ha. Giờ nó mềm, Con heo màu gì? Con heo it's mọi màu gì? squishy, stripy, black and white, giống như cái cake không Nói làm. tiếng Việt nè, sọc gì, sọc màu gì? Màu đen với lại màu màu trắng. Cái Heo kia sọc màu đen màu trắng nè. là cổ mà ba màu cũng màu đen với lại màu trắng mà cũng golden nữa, Màu màu vàng vàng. à, gì đó hả? Hai con heo À. chứ phải cô bắt được con thỏ do con cầm. Ừ. Cô cứ tính làm sao cô tính ok, con sẽ lấy con thỏ, cô lấy thỏ rồi Thỏ chạy hả? con Thỏ chạy 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 hướng kia. chạy đi ở trong cái special rabbit house á. À vậy đó hả? Rồi uổng mới phải cho mấy bạn cầm heo với cầm thỏ luôn. Ừ. Heo mọi thì nó nhỏ xíu hơn heo bề lớn. Guinea pig bề lớn. Cả bề lớn này hả? Vậy đó hả? Nó bự, adult guinea pig mà hai tuổi. Ôi heo 2 tuổi thì bằng bằng này kia, bằng bằng tay của bằng này kia vậy đó. Ôi thấy thương không? Rồi có cho nó ăn không? Không chưa cầm nó, mà có apple tree, có con lấy Ngồi con xuống. để nó ở trong cái chỗ goat, mấy cái goat với chicken nữa, không phải goat sheep với chicken. Nói tiếng Việt nè, lấy cái Tại gì? vì Lấy cái gì? cần á. Lấy cái gì? Trái gì? Lấy trái gì? Cái táo. Cho con gì ăn? Con gà. Con gà với lại con gì Con dê. con dê. Goat là con dê. Sheep. Sheep là con cừu. Sheep got the opposite. Đây, anh À, trong trường có cây táo mà có nhiều trái lắm, mấy bạn lụm táo cho dê với lại cho cừu ăn luôn. Ôi, cái táo màu gì vậy? Táo đỏ hay táo xanh? đó À, con có ăn không? không nó dơ mà Dơ mà hả? Rụng dưới đất là dơ mà rồi đó hả? Ôi, đúng giờ rồi. không có reach ra cái Ngồi xuống, chứ không ngồi có xuống. là jump. À, đâu có leo cô đâu cho nhảy lên để hái đâu, phải không? Chỉ lụm cái rụng cho mấy con vật đó nó ăn thôi. Anh thấy mẹ lại lấy ống hút uống đi ha. Ok, tôi còn thích một bài của cái này. Nói sao? Nói tiếng Việt coi. Không phải nè, Nhum bite là gì? trắng, Là một con cái trắng một cái cắn nè. exactly. Gặm miệng lại nè, gặm miệng lại nè, cắn một cái. Đây con cắn một cái rồi lấy ống hút uống.